Ngày 1 tháng 4, báo Người Lao Động nhận được đơn phản ánh của chị TN, 44 tuổi, công tác tại Thành ủy Quảng Ngãi về việc một số trang mạng đưa thông tin không chính xác, sai bản chất vụ việc liên quan đến mối quan hệ giữa chị với ông VTT, 34 tuổi, ngụ tại phường Chánh Lộ, thành phố Quảng Ngãi. Theo chị N, tháng 10 năm 2023, thông qua mạng xã hội, ông T nhắn tin tiếp cận chị và nói rằng đã ly dị vợ. Vì bản thân là mẹ đơn thân nên nghĩ chuyện hẹn hò với ông T cũng là bình thường. Chị N cho biết, sau thời gian hẹn hò, chị phát hiện ông T vẫn nhắn tin qua lại với vợ cũ là chị BTT nên tuyên bố chấm dứt quan hệ. Sau đó, ông T đánh chị bầm tím mặt mày và hăm dọa nếu chia tay thì sẽ bị ông giết. Không những thế, ông T còn đe dọa sẽ gửi video và hình nóng của chị với ông đến nơi của chị công tác và tung lên mạng xã hội. Mặc dù bị ông T hăm dọa, chị N vẫn chủ động chấm dứt qua lại. Nhưng sau đó đến ngày 11 tháng 3 năm 2024, ông T lại hăm dọa và cung cấp thông tin hình ảnh để vợ của ông là chị BTT gửi đơn kiện chị N. Ngoài ra, theo chị N, cuối năm 2023, ông T còn mang xe máy của chị đi cầm tại tiệm cầm đồ với số tiền 21 triệu đồng. Sau đó, chị đã phải bỏ ra số tiền 22,7 triệu đồng để lấy lại xe. Toàn bộ việc này đều có tin nhắn, ghi âm làm bằng chứng. Chị N cho biết, sau chuỗi lại sự việc, chị nhận ra bản thân mình đã bị vợ chồng ông T cố tình gian bẫy tiếp cận nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Hết lần này đến lần khác, mục đích của họ là chiếm đoạt tiền của chị. Đã vậy, một số thông tin lan truyền trên mạng xã hội không đúng bản chất vụ việc khiến cuộc sống của gia đình chị bị ảnh hưởng rất nhiều. Cũng theo chị N, sau khi phát hiện hành vi của ông T, chị đã làm đơn tố giác tội phạm đối với ông T đến cơ quan công an thành phố Quảng Ngãi. Công an thành phố Quảng Ngãi cũng đã mời chị lên làm việc. Trong khi đó, chị BTT, vợ của ông T cho biết chị rất bức xúc về việc chồng và chị TN có quan hệ bất chính, ăn ở với nhau như vợ chồng, dù cả hai vợ chồng chị đã có với nhau 3 đứa con. Chị T nói khi phát hiện chồng ngoại tình, bản thân đã sốc dẫn đến động thai và phải nhập viện cấp cứu. Trong khi đó, chị đã nhiều lần liên hệ để ngăn cản, nhưng chị TN và chồng mình vẫn qua lại với nhau. Quá uất ức, chị mới viết đơn tố cáo hành vi quan hệ bất chính của chị TN với chồng đến cơ quan chức năng. Ông Bùi Phú Huy, chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Quảng Ngãi cho biết, liên quan đến vụ việc này, Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Quảng Ngãi đã nhận được đơn tố cáo của chị BTT. Ông Huy cho biết, ngày 18 tháng 3, Ủy ban đã làm việc với bà BTT và các bên liên quan. Ủy ban Kiểm tra Thành ủy Quảng Ngãi đang xem xét hình thức kỷ luật đối với bà TN. Dự kiến tuần sau Thành ủy Quảng Ngãi sẽ đưa ra hình thức kỷ luật đối với bà TN. Ông Bùi Phú Huy cũng cho biết thêm, bản thân chị TN đang độc thân, nhưng khi nghe có dư luận, đơn vị đã mời bà TN đến chấn chỉnh, yêu cầu bà TN không được tiếp xúc với chồng của bà BTT.